Việt Nam hiện nay là đối tác thương mại thứ 16 của Hoa Kỳ. Đó là khẳng định của ông Tedio, trưởng đoàn đại biểu hạ viện Hoa Kỳ, chủ tịch tiểu ban châu Á Thái Bình Dương tại buổi làm việc với Bộ Công thương Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Độ Thắng Hải cho biết, nếu như trước năm 1994, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước mới chỉ đạt 220 triệu đô la Mỹ thì đến hết năm 2016, con số này đã lên tới 47 tỷ đô la Mỹ mặc dù với những chính sách mới của chính quyền tổng thống donald trump đặc biệt là hoa kỳ rút khỏi hiệp định xuyên thái bình dương tpp hợp tác kinh tế vẫn còn rất hấp dẫn và nhiều cơ hội cho tương lai tán thành với ý kiến của thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải ông ted joho cho rằng tăng trưởng thương mại giữa hai nước trung bình 12% một năm theo số liệu của Hoa Kỳ là một con số lý tưởng. Việt Nam hiện cũng là đối tác thương mại thứ 16 của Hoa Kỳ. Với 94 triệu dân, Hoa Kỳ luôn luôn lạc quan về vị thế của Việt Nam không ngừng vươn lên trong ASEAN, APEC và thế giới. Ông và đoàn công tác mong muốn sẽ luôn là sứ giả làm cầu nối để tiếp tục thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại hai nước.